Quả này cũng ngọt.
ngon lắm. Cân đấy mà. Rồi 3 cân. Lấy quả chín chín nên nó ngọt hơn. Chưa được 3 cân đâu. 3 cân phải đầy túi. Tính 3 cân. Bác 3 cân 30 nghìn đó.
Làm cơm cam đi bác ơi, này ngọt lắm. Đấy, đấy chị chọn đi. Đấy, cái chữ bỏ vào túi này. Này ngọt, này cắt ra chữ ngọt. Ăn cắt quá, nó quả rồi. Ăn nó sớm chứ. Con bún không chị? Con bún à? Thế chị cho em con bún gì được đấy? Lòng, chân giò, bóng giò với lại bát ngan. Bát ngan, cho em một bát bún, bún bát ngan. Đây là bản này. Thank you.
Đến nơi rồi. Này, Nick, cứ ở đây thôi nhá. Thank you.
Thank you.